báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu, thực hiện đánh giá chi ngân sách nhà nước cho biến đổi khí hậu của 6 bộ, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, 28 tỉnh và thành phố Cần Thơ. Báo cáo bao gồm chi đầu tư và chi thường xuyên ngân sách nhà nước và hỗ trợ phát triển chính thức trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và một số dữ liệu về chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 đến 2015 của 5 bộ và 3 tỉnh. Dữ liệu phân tích cho thấy chi cho thích ứng biến đổi khí hậu là chủ yếu, chiếm hơn 90% ngân sách cho biến đổi khí hậu, phù hợp với các ưu tiên chính sách của đầu tư công. Trong khi đó, chi cho các hoạt động giảm nhẹ chủ yếu từ khu vực tư nhân. Ngân sách cho biến đổi khí hậu trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 của 6 bộ ổn định, chiếm khoảng từ 26 đến 38% tổng ngân sách của bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giao thông Vận tải chiếm phần lớn ngân sách cho biến đổi khí hậu với khoảng 80%, phần lớn dành cho hai nhiệm vụ biến đổi khí hậu, bao gồm thủy lợi và giao thông vận tải, chủ yếu là cơ sở hạ tầng. Ngân sách biến đổi khí hậu trung bình của 29 tỉnh, thành phố tăng đều trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2020 và chiếm tỷ trọng tương đối ổn định trong tổng ngân sách của tỉnh, khoảng từ 16 đến 21%. Ngân sách biến đổi khí hậu của các tỉnh được tập trung cho các hành động cụ thể như lương thực thực phẩm và nước, mức nước biển dâng và phát triển rừng. Ngân sách biến đổi khí hậu gắn với các hoạt động của chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cao hơn ngân sách gắn với các giải pháp của chiến lược tăng trưởng xanh và các nhiệm vụ của kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris. Do đó, cần điều chỉnh để gắn kết tốt hơn giữa các kế hoạch và ngân sách biến đổi khí hậu. Các thông tin của báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho biến đổi khí hậu có thể được sử dụng nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa ưu tiên ngân sách nhà nước với chính sách về biến đổi khí hậu trong hệ thống quản lý tài chính công và tăng cường các hành động liên quan đến khí hậu. Việc theo dõi và báo cáo chi ngân sách nhà nước cho biến đổi khí hậu rất hữu ích cho việc sửa đổi, bổ sung các chính sách về biến đổi khí hậu và huy động tài chính khí hậu từ các nguồn khác nhau. Các ưu tiên trong các chính sách biến đổi khí hậu với dự kiến tổng mức đầu tư và định hướng phân bổ ngân sách nhà nước cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Chi ngân sách cho biến đổi khí hậu cần được theo dõi và báo cáo một cách có hệ thống bởi các đơn vị đề xuất dự án ở tỉnh và bộ. Các cán bộ cần được tăng cường năng lực về chính sách biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cũng như tài chính khí hậu để thiết lập và triển khai hệ thống theo dõi tài chính khí hậu.